Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể tham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu. Sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng dây cứng, quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, con cảm thấy bị đau đầu một cách kinh khủng. Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những thống khổ của con gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Xưa thưa tôn giả Sariputta, như một người đồ tệ thiện xảo hay đệ tử người đồ tệ cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng con. Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân con. Thưa tôn giả Sariputta, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những thống khổ của con gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thủ con mắt, và tôi sẽ không có thức y cứ vào con mắt. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào tai. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, không chấp thủ mũi, như trên vân vân, y cứ vào mũi, như trên vân vân, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, không chấp thụ lưỡi, như trên vân vân, y cứ vào lưỡi, như trên vân vân, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thụ thân, như trên vân vân, y cứ vào thân, vân vân, hãy học tập như trên như vậy. Do vậy, như trên vân vân, không chấp thụ ý, y cứ vào ý, như trên vân vân, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thụ hình dạng, và tôi sẽ không có thức y cứ vào hình dạng. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, không chấp thụ tiếng, như trên vân vân, y cứ vào tiếng, như trên vân vân, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ hương, như trên vân vân, y cứ vào hương, như trên vân vân, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, không chấp thủ vị, như trên vân vân, y cứ vào vị, như trên vân vân, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, không chấp thủ xúc, như trên vân vân, y cứ vào xúc, như trên vân vân, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thủ pháp, và tôi không có thức y cứ vào pháp. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thủ nhãn thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn thức. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thụ nhĩ thức, như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ tỷ thức, như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thiệt thức, như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thân thức, như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thụ nhãn sức,
nhãn xúc và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn xúc. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ nhị xúc. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ tỷ xúc. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thiệt xúc. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thân xúc. Tôi sẽ không chấp thụ ý xúc. Và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thụ thọ do nhãn xúc sanh khởi và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh khởi. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thọ do nhị xúc sanh khởi. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thọ do tỷ xúc sanh khởi. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thọ do thiệt xúc sanh khởi. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thọ do thân xúc sanh khởi. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thọ do ý xúc sanh khởi và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh khởi. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thụ địa giới và tôi sẽ không có thức y cứ vào địa giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thủy giới, tôi sẽ không chấp thụ hỏa giới. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ phong giới. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ hư không giới. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thức giới và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thụ sắc và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thọ. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ tưởng. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ hành. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thức và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thụ hư không vô biên xứ và tôi sẽ không có thức y cứ vào hư không vô biên xứ. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thức vô biên xứ. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ vô sở hữu xứ. Như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ phi tưởng phi phi tưởng xứ và tôi sẽ không có thức y cứ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thụ thế giới ở đây và tôi không có thức y cứ vào thế giới ở đây. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, như trên vân vân, tôi sẽ không chấp thụ thế giới khác và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới khác. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thụ những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức, được hy cầu, được tư sát với ý và tôi sẽ không có thức y cứ vào các pháp nói trên. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Phân đoạn 665. Con tầm đến chết vẫn còn vương tơ. Cư sĩ cấp cô độc một đời hộ pháp và thằng truyền chánh pháp. Trong giờ phút lâm chung, khi nghe được pháp bảo vi diệu đã thành tâm cung thỉnh chư tăng, giảng giải cho hàng tại gia những đề tài như vậy. Kinh văn: khi nghe nói vậy, cư sĩ cấp cô độc chảy nước mắt. Rồi tôn giả Ananda nói với cư sĩ cấp cô độc: này cư sĩ,
Ông đang gượng lên mà sống, hãy chìm xuống khỏi chết. Thưa tôn giả Ananda, con không gượng lên mà sống, con đang chìm xuống khỏi chết. Dầu cho bậc đạo sư được con hầu hạ đã lâu và dầu cho đã từng gần gũi các vị tỷ kheo tu tập ý lực, con chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như vậy. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói cho các hàng xuất gia. Vậy thưa tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa tôn giả Sariputta, có những thiện gia nam tử sanh ra với cấu uế không nhiều. Nếu không được nghe pháp sẽ bị đọa lạc, nhưng nếu được nghe, họ có thể biết đường, được chánh pháp. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda sau khi giảng dạy cho cư sĩ cô độc với bài thuyết giác, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Phân đoạn 666, kiếp sau vẫn còn nhớ biết, thâm ân giáo hóa. Là một người có không lớn trong tư cách của một cư sĩ hộ pháp, nhưng cư sĩ cấp cô độc sau khi sanh vào thiên giới đã trở về ngôi chùa của mình, đã kiến tạo, cúng dường để nói lên niềm tri ân đối với Tam Bảo và đối với tôn giả Sariputta. Kinh văn, rồi cư sĩ cấp cô độc sau khi tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, thân hoại mạng chung, và sau khi thân hoại mạng chung liền sanh lên cõi Tusita đau xuất thiên. Rồi thiên tử cấp cô độc khi đêm đã gần mãn, sau khi chói sáng toàn cảnh Jetavana Kỳ Đà Lâm với dung sắc Hù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn và đứng một bên, thiên tử cấp cô độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây. Rừng rế tá quá ná, tốt đẹp phước lành này, được chư thiên chúng tăng thường lui tới an trú, được Pháp Vương trú trì, ban hoàng hoan hỷ cho ta nghiệp minh và chánh pháp. Giới tối thượng sanh mạng, chính nhờ các pháp trên khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy rõ mục đích mình suy tư pháp chân chánh được thanh tịnh ở đây. Như Sariputta về tuệ giới tịch tịnh, bất luận tỳ kheo nào đã tới bờ bên kia hãy đạt được tối thắng trong những pháp kể trên. Thiên tử cấp cô độc nói như vậy, bậc đạo sư tán thành. Rồi thiên tử cấp cô độc suy nghĩ, bậc đạo sư tán đồng ta, sau khi lãnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn khi đêm ấy đã mạng. Gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, đêm nay một vị thiên tử khi đêm đã gần mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana với dung sắc thù thắng đã đi đến ta, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên, vị thiên tử nói lên với ta bài kệ sau đây. Rừng Jetavana, tốt đẹp phước lành thay, được chư thiên chúng tăng thường lui tới an trú, được Pháp Vương trú trì, ban hoan hỷ cho ta nghiệp minh và chánh pháp. Giới tối thượng sanh mạng, chính nhờ các pháp trên khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy rõ mục đích mình suy tư chân pháp chân chánh được thanh tịnh ở đây. Như Sariputta về tuệ giới tịch tịnh, bất luận tỷ kheo nào đã tới bờ bên kia hãy đạt được tối thắng trong những pháp kể trên, trong những pháp kể trên. Nói vậy xong, các này các tỷ kheo, vì thiên tử ấy suy nghĩ, bậc đạo sư tán đồng ta, sau khi lãnh lễ thân phí hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn,
Bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là thiên tử cấp cô độc chăng? Bạch Thế Tôn, cư sĩ cấp cô độc có lòng tịnh tín bất động đối với tôn giả Sariputta. Lành thay, lành thay, Ananda, những gì có thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến. Này Ananda, chính cấp cô độc là vị thiên tử ấy, không một ai khác. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Và thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con cung thính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải nội dung bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giả, Nam Mô Thầm Mà giả, Nam Mô Sẵn Khai giả. Dạ, con đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bạn cô tu nữ, thân chào Phật tử, kính lễ Thượng Tọa Pháp Tăng mới vào. Thì quý vị biết rằng cái bài kinh Trung Bộ số 143 này đó thì là một bài kinh nói về tuệ quán toàn diện rất là đặc biệt. Và Ngài Sariputta là vị đệ nhất về trí tuệ và ông cấp cô độc cũng là vị thánh tu đầu quần. Và trong cái giờ phút lâm chung đó đã sai cái người ở trong gia đình của mình để đến thỉnh Ngài Sariputta. Và tôn giả Sariputta đã đến cùng với tôn giả Ananda là một vị thị giả với nhiều cái đa văn về cái sự suy tư. Thì ông cấp cô độc chúng ta biết rằng là một cái người đã bỏ ra rất là nhiều tiền vàng để mua cái vườn của Thái tử Kỳ Đà, và cũng đã mỗi ngày như vậy đó làm những cái thiện sự công đức. Và những người con gái của ông cấp cô độc cho đến cậu công tử Kana, con trai của ông cấp cô độc cũng đắc đạo quả tu đồ quần. Coi như là một cái gia đình mà người cha là một người cư sĩ ở trong người tối thắng, cũng là một người được Đức Phật ngài tuyên ngôn giữa cái hội chúng. Và khi đến nhà ông cấp cô độc đó thì chúng ta biết rằng một con người sanh ra ở đời thì không ai không có bệnh hoạn. Dù vì đó là ai đi nữa thì cũng biết rằng danh và sắc, nhất là sắc uẩn này, với cái thời gian đó, nó cũng bị mòn, bào mòn. Với tâm can tỳ phế thận nó cũng bị suy vong. Nên Đức Phật ngài có nói về người ngu thì nghĩ mình không có bệnh, nhưng mà người trí thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ mình sẽ bệnh, không thể nào thoát khỏi cái bệnh. Với cái giáo lý thập nhị nhân duyên, Đức Phật ngài cũng nói từ danh sắc đó thì cũng có, khi danh sắc có thì có sanh lão bệnh tử. Thì những cái điều mà sanh ra có thì lúc mới thì chúng ta cũng thấy vật chất ở đời thì cái gì mới vừa làm đó thì nó cũng tốt, nhưng mà với thời gian rồi nó cũng bị bào mòn. Với cái thời gian mà vô thường đó thì nó cũng sẽ làm cho nó tiêu mòn đi. Thì chúng ta biết rằng chúng ta có cái thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ. Bình thường chúng ta không có bị bệnh hoạn đó là chúng ta có thân thức thọ lạc, dù chúng ta biết hay không biết. Nhưng mà khi chúng ta bị bệnh đó, thì cái thân thức thọ khổ khốc liệt. Có nghĩa là những cái cảm thọ đó do mật đàm mũ máu, rồi ruột gan phèo phổi thận tim hoặc là vành cách mô, coi như là trong 32 thể trược của chúng ta đó, thì biết bao nhiêu cái sự xung đột với loại vi khuẩn. Và khi mà nó đã đi đến cái giai đoạn cuối cùng đó thì nó sẽ có những cái cảm thọ xảy ra là khổ thọ toàn diện ở trên cái thân này. Và chúng ta cũng thấy ông cấp cô độc được ngài Sariputta hỏi về những cái nỗi thống khổ đó thì ông cũng nói giống như một người lực sĩ chém đầu với một thanh kiếm sắc, hay là một người bị một người lực sĩ lấy cái dây da nịt trên đầu tròn, hoặc là một người có sức mạnh cầm cái người đó hơ vào cái hố than hừng, hoặc là dùng một con dao để cắt ở trong ruột gan phèo phổi trong bụng, và rất là đau khổ. Những cái cảm thọ nó tăng với những cảm thọ khốc liệt như vậy. Và ông cũng cho biết rằng không có giảm thiểu, những cái khổ thọ này nó tăng trưởng thôi chứ nó không có
nó giảm bớt. Thì ngài Sariputta ngài thuyết giảng cho ông Cấp Cô Độc một bài pháp, và ông nghe cái bài pháp này thì ông đã thỉnh ông đã thỉnh chư tăng để thuyết pháp như thế này cho, vì ngài Sariputta và ngài Ananda nói rằng pháp này chỉ thuyết cho những vị xuất gia thôi. Nhưng mà ông thỉnh cầu như vậy đó, thì ông cũng đưa ra những cái điều kiện là có những người cư sĩ đó ít có nhiễm bụi đời, có thể là họ nghe cái bài pháp này họ có thể thành đạt được, nếu mà họ không nghe đó thì họ nguy hại cho họ, nên nó thỉnh chư tăng là thuyết giảng. Và ngài Sariputta ngài bắt đầu thuyết về cái sự chấp thủ. Chúng ta cũng biết rằng cái sự chấp thủ hình dạng, nếu mà cái hình dạng này ở dưới một cái góc độ nào đi nữa, dù là có những cái thân thể như là những vị phạm thiên sắc giới, hay là có một cái ích nào đó như là những vị phạm thiên vô sắc còn phần danh đi, nhưng mà những cái chấp thủ đó, đó nó cũng đều mang đến cái sự đau khổ, dù là trong hay là từ trong trong mắt, trong tai, trong mũi, trong miệng, dưới các cái sắc mắt thấy, những âm thanh tai nghe, những cái mùi hương mũi ngửi, những cái vị mà lưỡi nếm, và những cái gì xúc chạm do thân, thì những chấp thủ nào á, mà nó chấp thủ á, thì nó sẽ đưa đến cái sanh hữu của gì. Nên ở đây á, thì ngài dạy không có chấp thủ, vì không có chấp thủ như vậy đó thì không có tiếp tục sanh hữu trong tương lai. Nói như vậy là một cái tề quán toàn diện về cái thân ngũ uẩn này, đến lúc già nua thì nó đau khổ. Những cái người còn trẻ thì họ có thể còn cái sự sung sức, còn cái nhựa sống tràn trề. Nhưng mà một người già thì nên suy tư như vậy để thấy được cái ý nghĩa sâu sắc ở trong cái sự tuệ quán danh và sắc này. Và có một cái sự chấp thủ nào đó nó sẽ đưa đến cái ý thức y cứ vào cái pháp đó. Bởi quý vị thấy rằng chúng tôi cũng thường nhắc quý vị Phật tử đó, mình thấy những cái loài thú đó có nhiều màu sắc. Chúng ta cũng biết rằng do mắt nhìn thấy cảnh sắc đó và họ chấp thủ như vậy. Nên thường thường quý vị thấy rằng hễ một cái người tà kiến sanh vào địa ngục, như một cái người tham đó, thì sanh làm súc sanh. Thì trong cái loài súc sanh đó thì chúng ta thấy những cái loài cá, những cái loài rít hay là những loài ếch nhái đó có nhiều màu sắc rất là lạ mà chúng ta không có thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà điều này được Đức Phật ngài nói rằng do mắt nhìn thấy cảnh sắc và họ ưa thích như vậy, nên cái sự ưa thích đó họ cho họ đi tái sanh vào những cái loài súc sanh có nhiều màu sắc như vậy. Hoặc là chúng ta thấy có nhiều loài nó sợ sợ cái màu sắc, nên có nhiều khi nó sanh vào những cái loài có màu đen hoặc là có hình thù kỳ lạ. Thì cái sự hình thù kỳ lạ này chúng ta cũng đừng nghĩ rằng có một cái chúng sanh nào đẻ ra mà không có cái nghiệp liên quan. Dù cái loài nào đi thì chúng ta cũng thấy hình thù rất là kỳ lạ đó, thì nó cũng do những cái nghiệp liên quan. Và những cái nghiệp liên quan đó cho chúng ta tái sanh vào những cái loài hoảng sanh, thai sanh, thấp sanh hay hóa sanh. Thì khi mà không chấp thủ vào các cái giác quan, các cái đối tượng giác quan thì cũng không chấp thủ vào mắt. Không chấp thủ vào mắt, bởi vì thể mà ở ngoại xứ hay nội xứ, ngoại xứ là bên ngoài, nội xứ là bên trong. 12 xứ thì chúng ta biết nhãn xứ và sắc xứ đó, thì cái bên trong hay bên ngoài, nếu mà chấp thủ nó cũng đều đưa đến cái sanh hữu trong tương lai. Như vậy thì dù cho nhãn thức hay là cảnh sắc thì nó phải có nhãn xúc, có nghĩa là cái sự xúc chạm mắt mình với cảnh sắc đó mình gọi là nhãn xúc, thì nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc hay ý xúc. Hễ mình chấp thủ xúc nào đó, mình cho cái đó là cái sự vừa ý vừa lòng của mình đó, thì những cái sự xúc đó, đó nó đưa đến gì? Xúc đưa đến thọ, và thọ nó đưa đến ái quý vị. Như vậy á, thì ngài dạy về nội xứ ngoại xứ để biết rằng á, chúng ta có cái quả hiện tại và chúng ta có nhân hiện tại. Cái quả hiện tại là chúng ta có cái thân ngũ uẩn này, nhưng mà cái nhân hiện tại là chúng ta có những cái sự gia chạm từ cái mình chúng ta gọi là cái tâm vô nhân đó nối với cái tâm hữu nhân. Bởi chúng ta biết rằng những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức hay tiếp thu hay quan sát đó, nó đều là 18 tâm vô nhân. Nhưng mà khi mà nó sanh khởi đó thì nó sẽ làm cho thọ duyên cho ái
hễ mà thọ đó là quả hiện tại, mà ái là nhân hiện tại, mà hễ ái có thì thủ có cái gì. Như vậy thì ngài muốn dạy cho ông Cấp Cô Độc đó, có nghĩa là không có chấp thủ nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc hay là ý xúc, hãy học tập như vậy. Và cũng không chấp thủ địa giới. Chúng ta thấy địa giới là cái gì cứng hay mềm, như là chúng ta thấy thịt gân xương, thận, hoành tách mô, cái gì mà nó cứng hay mềm trong thân chúng ta đó thì đều gọi là địa giới. Không có chấp thủ, không y cứ vào địa giới. Rồi thủy giới là cái gì chảy ra hay quến lại, như nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, hoặc là ốc trong đầu. Cũng không có chấp thủ những cái loại nước đó. Và không chấp thủ quả giới, như là lửa nóng trong cơ thể, hoặc là lửa làm cho chúng ta già, lửa thiêu, lửa làm cho tiêu hóa nó được tiêu hóa tốt cái thân nhiệt của chúng ta. Nếu mà phong giới hay là hư không giới, hư không giới thì chúng ta biết rằng lục đại duyên khởi đó thì có địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại và thức đại. Thức đại là muốn nói đến cái tâm thức của chúng sanh, nó thuộc về cái phần danh. Còn sắc thọ, địa đại đó, thủy đại, quả đại, nó thuộc về bằng sắc. Thì hư không giới là những cái sắc hư không. Mình kể trong 28 sắc pháp thì nó cũng là sắc hư không. Như vậy khi mà mình chấp thủ vào các cái sự chấp thủ vào những cái này đó, thì nó sẽ đưa đến cái sanh hữu trong tương lai. Nên cư sĩ hãy học tập không có chấp thủ sắc, không có y cứ vào sắc, không chấp thủ thọ, không y cứ vào thọ, không chấp thủ tưởng, không y cứ vào tưởng, không chấp thủ hành, không có y cứ vào hành. Thì ngài cũng trình bày một cái loại ngũ quẩn khác mà chúng ta thường nói sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đó. Đó là nói về một con người thì có ngũ quẩn. Ngũ quẩn là năm cái quẩn, năm cái nhóm, mình gọi 28 sắc pháp là nhóm sắc quẩn. Sở hữu thọ là thọ quẩn, sở hữu tưởng là tưởng quẩn, còn 50 sở hữu là hành quẩn, còn thức là tâm của chúng ta. Như vậy thì hễ mình còn chấp vào sắc đó, thì còn tái sanh. Chúng ta thấy những vị phạm thiên vô sắc đó, họ vì chấp một phần danh nên họ còn cái tái sanh vào vô sắc, có nghĩa là không có sắc như có danh. Những vị phạm thiên vô tưởng đó, thì không có chấp, không có chấp vào danh hay sắc, nhưng mà còn chưa có liễu tri được. Nên những cái vị đó với cái tâm ngũ thiền hay tứ thiền đó, mà sanh làm người vô tưởng suốt 500 kiếp trên đất như vậy. Nhưng mà người đó cũng là một cái tượng đá thôi. Suốt 500 kiếp như vậy thì bắt đầu khi mà hết cái thời gian tuổi thọ thì cũng vẫn phải tục sinh, cũng phải có sắc na tái tục hậu kiếp và tử cho một kiếp sống khác. Như vậy thì chúng ta thấy ngài có nói đến ngũ quẩn, mình chấp cái quẩn nào đó nó cũng là những cái sự tái sanh vào nhất quẩn hữu, hoặc là tứ quẩn hữu, hoặc là ngũ quẩn hữu. Như vậy á, nhất quẩn hữu thì chúng ta thấy phạm thiên vô sắc là có danh quẩn, nhưng mà phạm thiên vô tưởng thì có sắc quẩn, là có cái tướng như là một cái con búp bê như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy như là cõi người chúng ta có danh và sắc đó, là chúng ta dính mắc vào cái gì thì chúng ta tái sanh theo cái đó. Như vậy thì ngài còn tiếp tục trình bày cho ông Cấp Cô Độc là không có chấp vào hư không vô biên xứ. Khi mà chúng ta chứng được tứ thiền hay ngũ thiền đó, sắc giới đó, thì bắt đầu chúng ta bước vào hư không vô biên, rồi thức vô biên, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi phi tưởng xứ. Nhưng mà nếu mà ta còn thấy, còn chấp thủ đó, thì mình sẽ tái sanh cũng như ông tiên Atida, đạo sĩ Asita, hoặc là những cái vị thầy dạy cho Đức Bồ Tát đắc được tứ thiền vô sắc đó, vô sở hữu và phi phi tưởng đó, thì cũng là những cái vị tái sanh, còn tái sanh thôi. Và ngày Sa Lý Tát, ngày dạy trong Cấp Cô Độc không có chấp vào cái thế giới. Thế giới ở đây là gì? Mình không có chấp vào cái thế giới này hay thế giới khác. Bởi vì cái thế giới là cái chỗ mà lục đại duyên khởi, hay là chúng sanh mà sanh vào nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu, hay là sắc hữu hay vô sắc hữu đó, thì đều là những cái cảnh giới và những cái ý thức được bám dính vào, dù là danh hay sắc, thì nó cũng là những cái sự đưa đến tái sanh. Như vậy thì ông Cấp Cô Độc được ngài Sê Đô Tá dạy những cái tấp thủ gì, những cái cảm thọ gì, những cái hy cầu gì, những cái tư sát gì,
Bởi vì chúng ta thấy rằng những cái chấp thủ gì, dù là sắc thọ tưởng thức, dù là nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc, hay là dù là sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn, dù là nội xứ hay ngoại xứ, dù là không vô biên xứ hay là các cái từng vô sắc, nó cũng đều là những cái sự chấp thủ thôi. Nó cũng chấp thủ phần này phần kia thôi, không có thể nào thoát ra khỏi cái giáo lý thập nhị nhân duyên mà Đức Phật ngài đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Như vậy thì chúng ta biết rằng có cô độc có một đời hộ trì Phật pháp, nhưng mà ông cũng chỉ là vị thánh dự lưu, và ông cũng là một vị thánh hữu học mà chứ chưa phải là vị thánh vô lậu. Nên dù là nghe cái bài pháp với cái tuệ quán sâu sắc đặc biệt này, nhưng mà để dành cho những cái thế hệ mai hậu, chúng ta có dịp để nghe được cái bài kinh một vị đệ nhất về trí tuệ thuyết giảng cho một người cư sĩ nam với cái tâm tư hộ trì Phật pháp toàn diện, đến lúc mà lâm chung, đến cuộc đời trên cái giường bệnh, được nghe ngài giảng cái bài pháp vi diệu này. Như vậy thì khi mà ông nghe thì ông cũng ứa nước mắt, vì ông nói rằng ông hầu hạ Đức Thế Tôn, nhưng mà vì ông không dám làm phiền Đức Phật nên ông không có được nghe cái bài pháp mà đặc thù như vậy, thù diệu như vậy. Nên ông nghe như vậy thì ông không cảm thấy là một cái chánh pháp mà tối thường, mà mình tới lúc mình lâm chung mình mới được nghe. Và ngài Sa Đứa Tái và ngài Ananda cũng có nói với ông là cái pháp này đó là cái pháp dạy cho hàng xuất gia, có nghĩa là người từ bỏ gia đình, chứ không có dạy cho người cư sĩ mặc áo trắng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bài pháp về tuệ quán này đó toàn diện, từ cái cách thuyết giảng về 12 xứ, 18 giới, hay là ngũ quẩn, hay là thập nhị xứ, hay là danh sắc ngũ quẩn, đều được trình bày toàn diện. Gần như là cái bài pháp này được trình bày toàn diện trong cái pháp mà quán sâu sắc và đặc biệt mà Đức Thế Tôn người đã thuyết giảng cho chư tỳ khưu. Và ngài Sa Đứa Tán là một vị A-la-hán về đệ nhất về trí tuệ, nên ngài thuyết giảng lại cho ông Cấp Cô Độc gần như là một cái đặc ân đặc biệt cho ông Cấp Cô Độc, là một vị thánh cư sĩ trọn một cái cuộc đời hộ trì Phật pháp, mà đến cuối cùng thì được nghe một cái bài pháp mà toàn diện toàn hảo như vậy. Thì khi mà ông Cấp Cô Độc đó, khi mà sanh về thiên giới trở lại thiên giới rồi đó, thì trở lại cái nhân loại này, và cũng trở chùa mà mình đã kiến tạo để cúng dường Tam Bảo, và với cái lòng sùng tín đặc biệt với tôn giả Sa Đứa Tát. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài nghe về cái vị thiên tử này nói lên cái bài kệ, và ngài nói lại cái bài kệ đó, thì chưa nói là ông Cấp Cô Độc, nhưng mà tôn giả Ananda đó đã biết, vì biết đối với cái suy tư đặc biệt của mình đó, là một vị thánh cư sĩ mới vừa sanh mới vừa tử, tất nhiên là vị tân thiên tử này đã xuống và đã nói lên một cái bài kệ. Bài kệ này là một cái bài kệ rất là đặc biệt, nói lên cái sự có cái đấng Pháp Vương, có tăng chúng lui tới an trú 19 hạ ở tại chùa Chê Táo A Ná này, và đã ban biết bao nhiêu cái bài pháp, và chỉ cho biết bao nhiêu chúng sanh tăng ni nam nữ đắc đạo quả để thoát ly trần cấu. Và ông nói lên cái sự hiến cúng cái ngôi từ viện này, và cái pháp mà ông đã tạo như vậy đó, cái pháp của Đức Phật đã thuyết giảng như vậy, cái pháp đó là pháp tối thượng, và sự hộ trì chánh pháp tối thượng của ông là một cái sự hộ trì đặc biệt. Nên chúng ta thấy ở trong một thời gian mà Đức Thế Tôn này nhập hạ ở chùa Chê Táo Quán Ná đến 19 hạ, chùa của bà Visakha là 6 hạ. Như vậy tại cái kinh thành này Đức Phật đã nhập hạ suốt 25 hạ. Như vậy thì
Đây là một cái điểm rất là đặc biệt để nói lên, và cái vị thiên tử này cũng mà cũng nói lên để thế hệ mai hậu có nghe được cái sự hộ trì chánh pháp và mang lại cái sự đặc thù cho người hộ trì chánh pháp. Như vậy thì chính Tôn giả Nanda cũng biết được đây là vị thiên tử, chính là ông có cô độc. Với cái sự suy tư về chánh pháp, với sự suy tư về cái phước báo công đức, dù Đức Phật ngày không nói lên đây là ông có cô độc, nhưng mà Tôn giả Ananda với cái sự suy tư của mình cũng biết là ông có cô độc. Và Đức Thế Tôn ngày cũng đã tán thán Tôn giả Ananda, và chúng ta cũng biết rằng Tôn giả Ananda là một vị, cũng là vị tối thắng rất là nhiều cái lĩnh vực ở trong cái hàng tối thắng về vị khu tăng. Và rất là nhiều cái đặc biệt thù diệu về Tôn giả Ananda. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, con nghĩ rằng cái bài pháp này đó thì quả thật là một cái pháp thoại, một cái bài pháp về tuệ quán rất là sâu sắc. Phần trình bày của con với cái ý nghĩa cái bài học này đó thì con xin trình bày với mấy nhiêu lời trình bày của mình với sự cố gắng, còn phần thiếu sót thì sẽ là phần thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Con kính dâng phần phước báo công đức để đến với ngài, chia phần phước báo đến công đức để đến với vị Phật tử thân thương, và xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Và con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng tỉnh Thượng Tọa điều hòa phần thảo luận. Sa thú, kính kinh Thượng Tọa Pháp Tăng. Bạch Thượng Tọa, từ xưa Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa con hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa, từ xưa Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Thượng Tọa Pháp Tăng ơi, Thượng Tọa Pháp Tăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tăng nghe được, xin Thượng Tọa Pháp Tăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng. Dạ vâng. Thượng Tọa Pháp Tăng, khi mà mình nghĩ đến con người, nghĩ đến chúng sanh và nghĩ đến bản thân của mình, mà nghĩ đến cái chung á, tôi là A, tôi là bà B, tôi là thế này thế kia, nó khác biệt gì với khi mà mình chia sẻ ra đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đây là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, đây là sắc, thọ, tưởng, hành thức. Khi mà chúng ta phân chia sự hiện hữu của mình ra thành từng cơ phận, từ phận nhỏ như vậy đó, thì nó có tác dụng gì đối với phương diện tâm lý? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Tọa Giác Đẳng, Tọa Phật Đăng, Tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Cái nhìn đối với lại cái chung của một cái đại đa số phần đông đó, tức là người ta thường nhìn ở trong cái mỗi người là một cái cá thể. Một người đó là người nam, người đó là người nữ, người đó tên A, tên B, tên C, tên mít, tên xoài gì đó. Thì cái nhìn đó, đó là một cái nhìn mà chúng ta thấy đại đa số phần đông là như vậy.
Nhưng mà rồi cũng chính cái nhìn đó đó, nó dẫn đến một cái tình trạng là chúng ta thường nói đó là, ví dụ như là đối với cái người mà sống gần mình nhất, tức là những cái mối thân cận gần mình nhất, từ ở cha con anh em, rồi con cháu, rồi người thân ở trong gia đình, chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta lại ít có khi nào mà chúng ta lại nghĩ đến cái mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, hay là người ấy là con tôi, người ấy là cha tôi, người đó là mẹ tôi, người đó là vợ tôi, chồng tôi, vân vân. Thì khi mà người ta nhìn như vậy đó, thì cái mà chấp như vậy đó, thì thường là nó dẫn đến cái hệ lụy là phiền muộn, hay là ưa thích, khó chịu, hay là dễ chịu, thích thú. Bởi vì nếu mà như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái gì mà thuộc về thân của mình, thuộc về cái người thân của mình, thì thường là người mình thương thích, thương thích. Nhưng mà cái người mà không phải là người thân của mình thì mình lại là không thương thích, hay thậm chí là bình thản, hay là có một chuyện gì đó. Cho nên là cái nhìn đó là cái nhìn có phân biệt ở trong mỗi cái. Ngay cả chính bản thân của chúng ta đó, ở trên cuộc đời thì nói trong kinh đó, thì Phật dạy là mỗi người đều có cái nghiệp riêng. Nghiệp riêng nhưng có cái nhân duyên, rồi anh em có một điều đó, sanh trong một gia đình, nhưng mà mỗi người là nó có cái đặc quyền, đặc biệt riêng ở trong cái nghiệp của chính mình. Bởi vì vậy đó, cho nên là nếu mà chúng ta chấp cái chung cái gì đó mà gọi là người thân, thì thường là cái người mà thân thích với mình thì có chuyện gì không hay thì mình buồn, mình không thích. Dĩ nhiên trong cái thế đời đó, trong cuộc đời này thì người ta có những cái tình thân, thì nói ở trong cái cuộc đời này là tình thân thôi. Làm sao mà tránh khỏi cái chuyện mà một người thân mà có chuyện gì, chuyện kia, chuyện này, chuyện nọ mà mình không buồn được. Rồi thí dụ như mình phân biệt giữa người này người thân hay là không phải người thân, thì có một cái chuyện gì đó, thì nếu không phải là người thân thì người ta lại nghĩ đến tại vì người này là không phải là người thân, cho nên là có một chuyện gì đó chút đó, là người ta cũng không hài lòng, người ta cũng không hài lòng, hoặc là người ta chán ghét, hay là người ta khó chịu, vân vân. Cho nên ở đây đó là khi mà mình nghĩ đến cái người này người nọ, thì dù gì đi nữa thì mỗi người trong chúng ta là đều hiện hữu dưới dạng năm uẩn, dưới dạng 12 sự, vân vân. Cho nên nếu mà mình có một cái nhìn chi tiết hơn đó, có nghĩa là trong kinh thì dạy rằng thân của chúng ta là ngũ uẩn, thì anh em, chồng, vợ, con cái, cha mẹ thì đều là mỗi người đều có cái ngũ uẩn riêng, không ai giống ai. Và ngũ uẩn đó là một cái sự tập hợp, sự tập hợp. Thì khi mà chúng ta chấp nhận rằng chấp với lại một cái người đó là người thân của tôi, anh em của tôi, cha mẹ của tôi, chồng vợ của tôi, thì mọi chuyện gì ở hoạt động của cái người kia đó thì mình đều có cái sự chi phối hết. Bởi vì người kia, nếu mà mình nói là tôi đó, thì người đó là người thân của tôi, thì người kia được cái gì đó tốt đẹp thì mình cũng cảm thấy vui. Nhưng mà người kia không có gặp những cái cảnh gì đó may mắn thì mình cũng thấy buồn. Rồi người kia có chuyện gì thì mình
cảm thấy buồn bã, mình cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy buồn chán, vân vân, thì đó là chính là mình nhìn cái chung nhất. Vậy đó là nam hay là nữ, đó là cha, là mẹ, con cái, anh em. Thế thường thì người ta thường là nhìn như vậy. Nhưng mà chính vì nhìn như vậy cho nên là người ta biết bao nhiêu cái sự khổ lụy, ngay cả chính bản thân của mình. Chính bản thân của mình. Bây giờ khi mà mình nói đến cái chính thân ngũ uẩn của mình, thì cái qua 12 xứ, tức là 6 nội xứ, 6 ngoại xứ. Ngũ uẩn tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Còn nếu nói 12 xứ, tức là 6 nội xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta, thì 6 ngoại xứ đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Như vậy đó là 12 xứ. Bởi vì cái tri giác trong cuộc đời chúng ta có thể là nói là tồn tại của một chúng sanh là thông qua 12 xứ cũng được. Ở đó đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình tách rời những cái thành phần đó ra thì không thể nào mà gọi là tôi thấy, là tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy tư. Rõ ràng là như vậy. Mà nếu như chúng ta có con mắt mà chúng ta không có cái cảnh sắc thì cũng không được, cũng không hình thành được. Và nếu có cảnh sắc và có con mắt nữa đó, tức là nhãn căn ấy, mà chúng ta không có tâm thức nương gá vào đó thì chúng ta cũng không tình hình thành được sự thấy. Cái thấy đó là cái sự tổng hợp của cái nhiều cái thành phần hợp lại. Ngoài ba cái việc chính, tức là căn, cảnh và thức rồi nè, thì còn có những cái yếu tố phụ trợ khác, như là cái để mà thấy là ánh sáng, cái thấy là cái sự chú ý, cái thấy đó là khoảng không gian giữa con mắt và giữa con mắt và cảnh sắc. Cho nên là những cái yếu tố phụ trợ đó hình thành nên sự thấy. Nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta chấp rằng là ta thấy, hay là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm đụng, thì dễ dàng sinh ra cái phản ứng là ưa thích hay là chán ghét, hoặc là tham tâm, hoặc là sân tâm, hay là có những trạng thái nó hết sức là bình tản, nhưng mà dù gì đi nữa nó cũng là sự dính mắc, sự ưa thích. Sự ưa thích. Và nếu như một người mà nhìn với cái sự mà chi tiết như vậy đó, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, để rồi chúng ta thấy rằng không có cái gì ở trong đó là mình, tôi, ta trong đó hết. Bởi vì sự thấy nó cũng là thấy thôi. Nếu không kết hợp đầy đủ những cái yếu tố đó thì không có thể nào hình thành được sự thấy. Cho nên cái thấy đó nó không có cái gì, cái tôi, cái ta trong đó. Nếu chúng ta tách rời nó ra thì cũng không có cái gì gọi là cái tôi, cái ta trong đó. Bởi vì có nhãn căn mà không có cảnh sắc thì cũng không thể hình thành được sự thấy. Và có nhãn căn, có nhãn cảnh sắc mà không có tâm nương gá vào đó thì hình thành nên cái gọi là nhãn thức, thì không thể nào mà chúng ta hình thành được sự thấy. Cho nên cái thấy đó là sự giao thoa giữa căn và cảnh thôi, rồi thức sanh khởi thôi, chứ cũng không có cái chi gọi là tôi và ta trong đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là Đức Phật dạy cho chúng ta cái nhìn về cái chi tiết như vậy để chi, để cái ngã chấp của chúng ta nó có thể lắng dịu đi, nó có thể diệt trừ đi. Mà quả thật cái này không phải là miễn cưỡng, mà nó là thật, nó là sự thật, nó là một sự thật của trong tất cả các pháp là như vậy. Cho nên điều đó để cho chúng ta lắng dịu đi cái ngã chấp. Bởi vì thường thường đó là chúng ta nói là tôi thấy, mà cái cảnh gì tôi đẹp, cái cảnh gì đẹp thì mình tự nhiên mình thấy cảm thấy như nó là ưa thích, cảnh gì xấu thì mình cảm thấy nó là chán ghét, không hài lòng, thì đó cũng không phải là một cái tốt. Cho nên nếu mình nhìn bằng cái chi tiết ấy, qua căn, cảnh và thức ấy, thì thấy cũng chỉ là thấy, nghe cũng chỉ là nghe, ngửi cũng chỉ là ngửi. Tập cái tâm mình như vậy thì cái ngã chấp nó không có, nó được lắng dịu đi.
và có thể là tu tập để rồi diệt trừ đi, chính là để cho cái nội tâm mình nó luôn luôn có được cái sự an lạc, có được một cái sự thanh thản, không có bị dính mắc thiên về cái ưa thích hay là cái chán ghét. Và do vậy đó là một cái cách để mà tu tập, để mà dẹp trừ cái ngã chấp của chính mình. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi này. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Ôi dạ, xin lỗi quý vị. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Pháp Thân. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy mà có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 2. Thượng Tọa Tiểu Sư ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tiểu Sư nghe, ôi dạ, sa thú. Bạch Thượng Tọa Tiểu Sư, câu hỏi này thì nó hơi chuyên môn một chút, nhưng mà nhân câu chuyện của ông Cóc Cô Độc đó, thì tôi có thể giải thích là khi mà mình tu tập thiền tứ niệm xứ đó, mà những cái hiện tượng sanh diệt nó xảy ra ở thân thọ tâm pháp, ví dụ như nói là khổ thọ, lạc thọ, nó khác với cái mà tôi đang khổ, tôi đang cảm thọ khổ, tôi đang cảm thọ lạc, nó khác nhau ra sao, và điều đó nó có một cái ảnh hưởng như thế nào đối với tâm thái của chúng ta. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư. Anh là một thầy. Kính bạch thầy Tùng Đức, kính thưa quý vị, trong cái sự tu tập tứ niệm xứ, hành giả chỉ ghi nhận khổ thọ thì cái đó là đúng được lối. Còn nếu như mà bị nó ghi nhận mà còn nghĩ rằng tôi cảm thọ khổ, thời như vậy là chấp ngã ở trong cái thọ quẩn. Mục tiêu của tứ niệm xứ là để thấy được cái chân tướng của danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Mà tùy quán vô thường là dứt trừ cái thường tưởng, rồi nít chết xanh nha,
tùy quán khổ. Pháp hữu vi là để dứt trừ lạc tưởng, gọi là sukhasanya. Còn tùy quán vô ngã là để dứt trừ ngã tưởng, attasanya. Mà nếu như hành giả khi cảm thọ khổ khởi lên, và vị đó ghi nhận tôi cảm thọ khổ, thì vị đó đã đi trái với cái đường lối tu tập tuệ quán minh sát. Cho nên hai cái cách ghi nhận khổ thọ và tôi cảm thọ khổ, hai cái đó nó khác nhau. Hành giả chỉ ghi nhận cảm thọ đang sanh, thì như vậy là hành giả đã triển khai tuệ quán minh sát. Còn nếu như mà ghi nhận tôi cảm thọ khổ, thì như vậy có cái sự chấp thủ về thọ. Chấp thủ về thọ do thân, do thân xúc sanh, do thân xúc sanh khởi. Cho nên hai cái trạng thái này, hai cái cách ghi nhận này, thì một cái đúng và cái sai. Thì cái trường hợp này không cần phải nói nhiều, chỉ trình bày như vậy là quý vị cũng hiểu rồi. Bởi thế khi mà chúng ta xem ở trong kinh điển đó, mặc dù ở trong kinh điển khi mà Đức Phật đã nói rằng là bị ấy biết khi thở vô vẻ biết là thở vô, khi thở ra vẻ biết là thở ra, nhưng mà Đức Phật lại dùng cái động từ asasamiti asasanto, asasanto là khi thở ra, asasanto là khi thở vô, asasanto Asasa mi tí Pachana tí là khi thở vô vẻ biết rõ. Cái ở trong bản dịch thì chúng ta nói vẻ biết rõ tôi thở vô, bởi vì cái động từ chuyên ngôn thứ nhất, chuyên ngôn thứ nhất số ít thì cứ dịch là tôi. Thì khi dịch như vậy đó, thì hành giả đọc sẽ nhầm tưởng, rồi cứ theo đó thở vô biết, biết rõ tôi thở vô, thở ra biết rõ tôi thở ra. Thì trong trường hợp này chúng ta phải chỉnh lại, là vì không, khi mà nói đến khi thở vô biết rõ đang thở vô, thì trong trường hợp đó là chúng ta phải nhầm hiểu tại sao Đức Phật lại dùng cái động từ ngôi thứ nhất, là bởi vì chính bản thân vị đó ghi nhận hơi thở vô hơi thở ra của vị đó,
chính bản thân vị đó nhận ra hơi thở vô hơi thở ra của mình, cho nên mới xài ngôi thứ nhất. Như trong trường hợp chúng ta đừng có chúng ta đừng có gắn ghép cái chữ tôi hay chữ ta vô trong chỗ tôi thở vô tôi thở ra, hay là tôi cảm thọ khổ tôi cảm thọ lạc, cảm thọ ưu thọ hỷ thọ xả. Chúng ta gắn ghép như vậy chúng ta bị vướng vào cái chỗ gọi là thân kiến đối với năm quẩn, và như vậy phiền não lậu hoặc nhờ cái phương tiện tuệ quán này để mình đoạn trừ. Trong khi đó đó thì hành giả lại không triệt để về chân đế, mà trái lại còn móc thêm vào cái tục đế, vào trong đó cái tôi cái ta, hay là cái sự chấp thủ trong đó, cho nên nó phản tác dụng. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 2 của Thượng Tọa Giác Đẳng Huệ Mô Bồ Tát. Sa thú kính trình thưa tòa từ siêu. Bạch thưa tòa từ siêu, có một điều này mà nhiều người Phật tử kể cả chư tăng đều nghĩ đến là mình tu tứ niệm xứ đó, thì thí dụ mình tu đúng đó, thì trong lúc mình đau nhức nhối thống khổ bởi vì thân bệnh, thì nếu mình tu đúng thì nó sẽ diệt trừ được cái đau. Điều đó có gì vậy không? Có phải là mình tu tứ niệm xứ để mình diệt trừ cái đau, hay là cái đau nó cũng có thể còn nhưng mà cái phản ứng của mình thì nó lại khác đi? Xin thầy Đạo Hoàng Hỷ làm rõ nghĩa về điều này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái điều mà nói rằng cái sự tu tập tứ niệm xứ khiến cho cái sự đau nhức biến mất đó, trong trường hợp đó chỉ là một cái ý kiến sau này của mình thôi. Chúng ta chưa đạt đến cái trạng thái tu tập thuần thục, thì lúc đó chúng ta cứ nghĩ rằng là khi mà bệnh bị đau ráng niệm một hồi thì hết đau. Thật ra nếu nói như vậy thì Đức Phật và chư vị A-la-hán đã ngài không còn cảm thọ khổ sao? Mà nếu ngài còn cảm thọ khổ như vậy thì ngài không có niệm sao? Ngài không có chánh niệm mà, bởi vì ngài vẫn còn cảm thọ khổ mà. Chính vì vậy cho nên chúng ta đừng vội cho rằng là khi mà chúng ta cảm thọ, khi mà chúng ta tu tập tới niệm xứ khiến cho sự đau nhức biến mất. Nó không có biến mất đâu thưa quý vị. Nhưng mà cái sự tu tập đó nó có tác dụng là làm chúng ta có một cái tâm lý phản ứng mà chúng ta không có phải sầu muộn, phải nhăn nhó. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng này các tỳ kheo, đối với các bậc thánh đó, chỉ có bị một mũi tên thôi, còn kẻ phàm phu thì bị tới hai mũi tên lận. Kẻ phàm phu khi mà cảm thọ khổ thì cái phản ứng của họ tức là cái sự bực bội,
cái sự khó chịu, một cái sự sầu muộn, ưu não. Thì do đó thân bệnh mà tâm cũng bệnh, thân đau mà tâm cũng đau theo. Và chính vì như vậy mà kẻ phàm phu không tu tập đó, thì chúng ta bị hai mũi tên. Và như vậy, do bị hai mũi tên, kẻ phàm phu sống trong cái sự quằn quại, chồng chất cái sự khổ đau. Bây giờ chúng ta tu tập đó, có nghĩa là để chúng ta vững tâm. Thân có đau đớn, nhức nhối, nhưng mà tâm vẫn an nhiên tự tại. Nhờ có cái sự thẩm sát, tùy quán, vô thường khổ đau vô ngã. Tùy quán vô thường là không có chấp thủ ngũ uẩn là thường. Tùy quán vô ngã là không có chấp thủ pháp hữu vi là lạc. Tùy quán vô ngã là không có chấp thủ sắc thọ tưởng hình thức là tôi là ta. Và do vậy cho nên sắc thọ tưởng hình thức biến hoại là biến hoại, bị áp bức khổ là áp bức khổ, rỗng không là rỗng không. Thì đối với một vị thánh đệ tử khi mà tu tập an trú thì tâm của vị đó bình thản, cho nên chỉ còn có thân nó bị cảm thọ khổ, nhưng mà tâm thì không có thọ ưu. Kẻ phàm phu chúng ta vẫn có thể tu tập được như vậy, nhưng mà nó hơi khó một chút là cái sự kham nhẫn của chúng ta nó có một cái giới hạn. Và vì rằng chưa có tuyệt trừ cái gốc phiền não như là tham sân si, vì vậy cho nên lúc nào chánh niệm mạnh, trí tuệ mạnh thì lúc đó mình mới giữ vững được tinh thần trước cái sự đau đớn đó. Chỉ biết là thân đau đớn nhưng mà tâm bình thản. Nhưng mà vì chưa có diệt trừ gốc của phiền não cho nên kham nhẫn được một chút trong một giây lát, rồi sau đó thì lại bị quằn quại trong cái sự đau đớn đó, bởi vì mình bị thất niệm. Ở đây người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta đừng bị phân tâm, đừng bị chi phối với một cái ý niệm là chúng ta tu tập tứ niệm xứ sẽ khiến cho cái sự đau nhức nó biến mất. Mà chúng ta cần phải hiểu rằng do nhờ tu tập tứ niệm xứ nên cái phản ứng tâm lý khi gặp thọ khổ đau nhức, mình vẫn giữ được cái sự bình thản an nhiên. Và đó là cái sự tự tại của một người tu tập. Thì chúng ta chỉ đạt đến chừng đó thôi, đạt đến chừng đó thôi. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng vẫn có trường hợp một người khi mà họ cảm thọ khổ
Nhưng nếu mà cái trạng thái tâm lý phản ứng không có nghịch với pháp mà nó thuận theo pháp, khi mà tâm được quan hỷ như vậy, có thể làm cho cái cảm thọ khổ đó nó tiêu tan. Như trường hợp khi Đức Thế Tôn ngài thấy, ngài quán thấy ngài tôn giả Moggallana và tôn giả Mahakasapa bị đau bệnh, cảm thọ khổ tốn thiết, thì Đức Thế Tôn ngài đã đi đến, ngài thuyết cho các vị đó về cái pháp thất giới chi, mà có cái sự khéo tu tập thì cái pháp thất giới chi đó nó sẽ đưa đến cái sự giác ngộ niết bàn, đưa đến thắng trí giác ngộ niết bàn. Khi mà các vị tôn giả này được nghe và cảm nghiệm qua cái quá trình mình đã tu chứng, đã đạt đến như thế nào, bởi các vị đó đều là vị A-la-hán cả. Khi mà các vị đó có sự quan hỷ với cái pháp thất giới chi, tê chân năng anh em Afinanitwa Roga Muchin Suk Tankhani, thì ngay tức khắc những vị đã thoát khỏi bệnh. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài bị bệnh, ngài cũng dạy cho tôn giả Trung Đá là thị giả của ngài lúc đó, thuyết lại cho ngài nghe về thất giác chi. Đức Thế Tôn nghe xong thất giác chi mà ngài đã từng tu tập và đã từng chứng nghiệm, ngài cũng hoan hỷ với cái pháp thất giác chi này, và liền khi đó ngài đã hết bệnh. Thì trong trường hợp này đó, là chúng ta phải hiểu là từ nơi cái trạng thái tâm nó có thể làm ảnh hưởng đến thân. Chúng ta nhớ kỹ như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta đừng có quá kỳ vọng, hy vọng rằng khi mình ngồi mình niệm như thế này đó thì cái sự bệnh, cái cảm thọ khổ nó sẽ chấm dứt. Nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ như vậy, ước vọng như vậy, thì khi mà chúng ta niệm mà chúng ta trông hoài mà vẫn thấy cái sự đau nó khởi lên, thì lúc đó tâm chúng ta bị rối. Và khi mà tâm bị rối lên đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta lại bị thất niệm. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng cái sự tu tập tứ niệm xứ của chúng ta đó, là nhằm để ổn định được tâm lý. Khi mà phải phản ứng với cảm thọ khổ nó phát sinh, lúc đó tâm lý chúng ta nhẹ nhàng, thoải mái, tự tại. Thân tứ đại này nó đau cũng được, không đau cũng được, không quan tâm. Mà quan tâm ở chỗ tâm, khi mà đối diện với cái đau đó, cái tâm đó nó sẽ diễn biến như thế nào, sẽ nhận ra như thế nào, cảm thọ lạc hay cảm thọ xả, thì cái đó là tốt. Còn nếu như mà chịu đựng với cái cảm thọ khổ đó mà
cái tâm khởi lên thọ ưu buồn bực sân tâm đó, thì trong trường hợp này là chúng ta đã đi sai với cái đường lối tu tập, chỉ có vẻ thôi chứ không gì. Thì ở đây trong cái câu hỏi nói rằng là một người đang bệnh với thân đau nhức, thì sự tu tập tới niệm xứ có khiến cho cái sự đau đớn nó biến mất không? Thì chúng ta thưa rằng là không. Cái sự đau đớn không có biến mất. Như hỏi rằng nếu không thì sự tu tập có tác dụng gì? Thì chúng ta nói rằng có tác dụng là cái sự tu tập đó giúp cho mình khanh nhẫn được cái cảm thọ khổ này, và mình có một cái sự phản ứng theo cái chiều hướng là tâm xả đối với những cái cảm thọ khổ của thân. Và như vậy thì thân mặc dù đau bệnh nhưng mà tâm được định tĩnh. Do tâm được định tĩnh như vậy thì tuệ nó phát sanh lên. Tỳ khưu bu thí khất tất tích sáng. Vì do ác gì ở quá khứ đã làm mấy chim và giết hại hàng loạt chim, đem bẻ tay bẻ chân vân vân, bẻ chân bẻ cánh của bầy chim đó để cho nó được bay. Thì sau này cái quả nghiệp các vị đó thân lâm trọng bệnh và gân cốt của vị đó nó đau nhức vô cùng và nó bị hoại tử từ ở bên trong xương quằn quại. Và Đức Phật ngài đi đến sau khi ngài dùng khăn để thấm nước và rửa lau thân mình của vị đó cho nó sảng khoái, rồi ngài để nằm yên đó và ngài bắt đầu ngài thuyết cho nghe thời một bài kệ: A chi răng quá tài văn ca vô bát thê quy ngài thế sẽ sẽ tí chút thua bê ta quy nhà nô nê rát thành qua cái linh gara. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị bất bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng. Vị này Phu Tiên Khách Tát Thế Sáng nằm nghe cái bài kệ đó, vị đó khé tắc ý và nội quán vì cảm thọ khổ. Thân thì không có hết cảm thọ khổ, nhưng mà tâm của vị đó thì an nhiên tự tại và chứng quả A-la-hán ngay trong lúc sau khi Đức Thế Tôn ngài kết thúc bài kệ. Chứng A-la-hán rồi, vị đó biết mình không sống được nên đã chắp tay để lễ Đức Thế Tôn và xin phép niết bàn. Khi Đức Thế Tôn vừa ra khỏi tỉnh thất của vị đó thì vị đó đã viên tịnh niết bàn. Thì ở đây thưa vị, trong trường hợp này chúng ta đừng nghĩ rằng nếu mà không có kết quả, nếu mà không có dứt bệnh, khi mà tu tập mà nó không có hết đau nhức thì vậy tu tập để làm gì? Xin thưa rằng mục đích tu tập của chúng ta là để cho nội tâm có một cái sức mạnh để chúng ta khanh nhẫn với cảnh và khổ đó được, và luôn luôn an trú với tâm tự tại mà không có bị mũi tên thứ hai, tức là mũi tên thọ ưu. Chúng ta chỉ nhớ vậy thôi. Chứ nếu mà hành tứ niệm xứ mà bệnh gì cũng hết thì trong trường hợp đó là chắc có lẽ là các vị hành giả mà tu tập tứ niệm xứ, các vị đó sẽ không có khổ khổ thân, sẽ được khỏe mạnh,
Thì như vậy người ta sẽ ùng ùng người ta đi tu tứ niệm xứ hết, đằng ngày không thiếu gì. Những vị hành giả mà ở các cái vườn trường thiền đó, các vị đó hành thời gian thì thân của vị đó cũng đau đớn, cũng bệnh hoạn, cũng phải đi đến bác sĩ rồi trở về Việt Nam để mà lo chữa bệnh chứ. Cho nên trong trường hợp này chúng ta cứ nhớ đó, chỉ khác người có tu tập tứ niệm xứ đó thì khi họ bệnh, thân họ bệnh vậy nhưng mà mặt ngoài vẫn tươi tỉnh, kệ đó, pháp phạm vi mà nó vô thường lại vậy đó, khổ là như vậy đó, bị bức bách là như vậy, vô ngã là như vậy. Không ai có thể có quyền hạn mong rằng thân này đừng già, đừng bệnh và đừng chết. Không ai có thể có chủ quyền lên được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thượng tọa giới đẳng của đề Nam Mô Bổn Thầy. Kính chừng thư thọ từ sư. Hôm nay ở Houston trời mưa thưa quý vị, nhưng mà ở Rung Rung thì đẹp trời. Chúng ta có đông đảo chư vị giảng sư vào, chắc cũng các vị cảm kích ông có cô độc sợ. Thư thọ tự quyền hay thư thọ có bạn ở trước máy không? Nếu thư thọ tự quyền đang có bạn ở trước máy, xin thỉnh thư thọ trả lời cho câu thảo luận số 4. Thỉnh sư huynh đi nghỉ. Hôm nay sư huynh đi nghỉ. Thật ra bữa nay thấy sư huynh rất là khỏe, đáng lẽ hỏi sư huynh thêm 3 câu nữa, nhưng mà chư tăng vội đông, thành ra xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thưa tôi thưa quyền, thường chúng ta có những bài kinh tụng như kinh Kri Mananda chẳng hạn, nội dung cũng giống như là kinh Giáo Giới Cốc Cô Độc. Ở trong bài kinh Kri Mananda cũng là nói về kinh Quán Niệm. Thì có nhiều người cứ hãy bài kinh đó được Đức Phật ngày giảng cho vị tỳ kheo bệnh, thì ai bệnh thì chúng ta cũng tụng hết. Như vậy là khi mà chúng ta nghe tụng những bài kinh đó thì chúng ta nên nghe bằng đức tin hay là nghe bằng tuệ quán? Và nghe như thế nào gọi là lợi lạc? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Tây Nguyên. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai với đại chúng nghe rồi. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lạy đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lạy đến thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp thân, tổng hạnh đại đức, từ trí siêu minh thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì ở trong những cái bài kinh mà chúng ta thấy, nhất là cái bài kinh mà quán niệm về cái khi chúng ta đang bệnh, hay khi ngay cả cái bài kinh mà quán sang quê gác, tức là để mà động tâm khởi lên quán về cái ngay cả tụng kinh cầu siêu cũng vậy, thì đó là mà đặc biệt tức là cái bài kinh mà chúng ta bệnh, mà như là cái bài kinh mà ông Cấp Cô Độc, ông Cấp Cô Độc mà Đức Phật mà thiết, hay là cái bài kinh Tira Mananda, Giri Mananda, có thể nói cái nội dung nó cũng tương đồng đúng như vậy. Thì Đức Phật nói lên khi mà thuyết giảng cho các thầy tỳ kheo, hay là ông Cấp Cô Độc, ngày Kri Mananda, ngày Giri Mananda, hoặc là ông Cấp Cô Độc, thì nói lên về cái sự tạm bợ, cái sự vô thường, cái sự giả tạm của nhãn, nhĩ tỷ tiệt thân, hay hoặc là của sắc thọ tưởng hành thức quẩn này, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, vân vân. Thì hỏi vậy chứ vì chúng ta nên nghe bằng đức tin hay bằng tuệ quán, thì ở đây chắc chắn rằng nó có hai cái hàng người. Một hàng người nếu như có hiểu biết được á, thì người ta sẽ nghe bằng cái, người ta sẽ được nghe cái bài kinh đó, ta học cái bài kinh đó, nó có giá trị tuệ quán để người ta tuệ quán, người ta suy xét về các quẩn, về các pháp ở trong cuộc đời, nó giả tạm, nó vô thường, nó thay đổi, có thân này phải chịu khổ,
sự đó là một sự suy quán cho cái nhìn của tuệ quán. Ngược lại, như có một số người, chẳng hạn như người ta nghe bằng một cái, bằng cái niềm tin, người ta nghĩ rằng đọc những bài kinh này thì nó sẽ hộ trì cho ta, sẽ bớt bệnh. Hay là ở bên Thái Lan á, đọc cái bài kinh gọi là cái bài kinh Quốc Trăng Gác, cái bài kinh Thất Chất Chi, khi ai có ai bệnh nặng á, đọc 9 lần, chừng một là người đó sẽ khỏe, còn hai người đó sẽ đi. Thì cái đó là, đây cũng là một niềm tin nó truyền lại như vậy. Chứ sự thật ra có gì chứ, bài kinh nó đọc để cho người ta chết hay đọc cho người ta khỏe thì đâu cần uống thuốc. Nhưng bằng cái tin người ta đặt định là như vậy. Thì kính thưa quý vị, thì cái bài kinh Bó Chăn Gá thì nó nếu liên quan đến Thất Chất Chi thì cũng là cái bệnh của cái này, cũng như là bài Kirimanana hoặc là bài kinh mà nội dung mà Đức Phật ngài thiết cho các cô độc, cũng nói về những cái điều liên quan như vậy. Thì ở đây khi một người có hiểu biết tu tập Phật pháp thì người ta nghe bằng cái lý pháp, bằng cái lời giải pháp, từ chỗ đó tâm tư của người ta thực nghiệm pháp nó vững vàng, và nó có một cái sự yên vui, nó có sự tốt đẹp. Lúc đó tâm họ sẽ được khinh an và thân họ sẽ được khỏe mạnh tốt đẹp hơn. Mà ngược lại thì kính thưa quý vị, thì nếu như người ta không có một cái đủ cái điều kiện, đủ cái duyên lành để người ta học Phật pháp, mà người ta nghe bài kinh bằng một cái niềm tin, người ta nghĩ rằng thôi bây giờ nhờ các sư đọc kinh Kirimanda, đọc kinh Bó Chăn Gá hay đọc bậc kinh Cầu An để cho nó đỡ bệnh, để cho nó yên, thì cái thứ đó là cái niềm tin, thì cái đó là tùy duyên. Nhưng chúng ta nên nghe bằng một cái niềm, bằng một cái tuệ quán, để quán chiếu về sắc thọ tưởng hành thức của này, nhãn nhĩ thì tùy thân ý này, nó là vô thường, nó là giả tạm, nó là tạm bợ, hay hoặc nó sẽ bị những cái sự khốn khổ nó như thế nào khi mà con mắt này rồi nó sẽ mờ, cái da này rồi nó sẽ dùng, rồi cái sắc này rồi nó sẽ lụy tàn, cái thọ cái tưởng hành thức này rồi nó cũng sẽ biến diệt, nó mất đi, vân vân. Thì những cái cách như vậy thì quá tuyệt vời. Cái điều này là một người tu chúng ta nên chủ trì cái tuệ, bằng cái tuệ quán trong những bài kinh hay trong những cái lý kinh hay trong những cái giờ thiền định, đặc biệt là cái giờ đọc kinh, thì chúng ta sẽ rất là hay. Nó cũng được ví dụ như bây giờ nếu như quý vị mà đọc được cái bài kinh Tham Ma Chắc á, rồi chúng ta hiểu được Đục Khăn Ariya Sách Chăng Ayame Va Ariyo Ách Thăng Nghi Cô Mát Gô, vân vân, thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu đây là khổ đế. Khổ đế, và thế nào là khổ đế? Sanh là khổ, cha thì bị đúc kha, gia thì bị đúc khăn, bệnh là khổ, má ra năm bị đúc khăn, chết là khổ, thương phải xa, su có bà đê đê, quá đúc có đồ mà na su ba gia xa, thương phải xa, ghét phải gần là khổ. Tự nhiên chúng ta hiểu được như vậy, nó cũng được, cũng như thế đấy. Thì chúng ta đọc từng cái đoạn kinh mà chúng ta hiểu được thì chúng ta mới thấy là cái giá trị tuyệt vời của nó. Thì cũng như thế, thì chúng ta nghe kinh đó, Kirimananda hay là cái bài kinh của ông Cấp Cô Độc mà Đức Phật ngài giảng thuyết á, thì mình được như thế, tức là bằng một cái nghe lại hoặc đọc lại cái bài kinh bằng một cái giá trị của tuệ quán, thì đây là chúng ta hữu phước vô cùng, và chúng ta cũng làm đúng cái mục đích mà Đức Phật ngài thuyết giảng cái bài kinh như thế. Dạ, con xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có đi dự bụng ở bộ tục thì kính cung tôn thần tọa Nam Mô Bố Thầy. Dạ.
Sa thú kính trình thượng tọa Tuệ Quyền. Hôm nay chưa tăng đầy đủ, chúng ta sẽ thỉnh quý ngài nói chuyện đầy đủ. Và nếu còn giờ chúng ta sẽ trở lại với thượng tọa Pháp Đăng. Sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông đang ở trước máy, sư Nguyên Thông sư có thể cho một vài cái cảm nghĩ cá nhân của sư Nguyên Thông là trưởng giả cấp cô độc á, vốn là một người làm phước rất nhiều. Dạ. Mà chúng ta không thể dùng hết giấy mực, hết ngôn từ để diễn tả cái những gì mà ông cấp cô độc đã tạo phước. Nhưng mà khi ông nghe tôn giả Sắc Lợi Phất giảng về một pháp môn tu tập tuệ quán thì ông rất hết sức là hoan hỷ. Và ngay cái lúc sắp mất, ông cũng thỉnh tôn giả giảng cái này cho những người cư sĩ. Thì sư Huy Thông cảm nhận như thế nào về điểm này? Cái thỉnh sư Huy Thông. Dạ, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì có hai người có thể nói là siêu đẳng về là cúng dường Tam Bảo, đó là trưởng giả cấp cô độc và bà Visakha, và hai người đều là tu đạo hoàn quả. Và khi mà ngài Sariputta giảng giải cho ông cấp cô độc cái bài pháp đó đó, thì ông cấp cô độc đã lắng nghe và cảm thấy rất là lợi lạc. Và ngài cấp cô độc mới hỏi thượng giả Sariputta sao mà không có giảng giải cái này cho những đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ý là con nói đây là vừa tỳ kheo và cư sĩ. Thì ngài Sariputta nói cái này, bài kinh này không giảng giải cho thường dân mà chỉ giảng giải cho tỳ kheo mà thôi. Thì lúc đó cái ngài cấp độc mới là thỉnh ngài Sariputta có thể là giảng giải rộng rãi lên cho những người cư sĩ. Thì cái điều này nó nói lên cái tấm lòng mà từ của ngài cấp cô độc muốn cho tất cả mọi người đều có cái duyên để mà hưởng được cái điều đó. Nhưng mà có lẽ là trong giáo pháp thì phải là những người có cái một cái trình độ Phật học khá đủ để có thể lãnh hội được cái bài kinh đó. Kính thưa sư phụ, để con thấy cái điều này là một cái điều tuyệt vời. Ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài không phải là ngài không thương đệ tử cư sĩ, mà có lẽ là cái đó là cái điều kiện cần và đủ để một người có thể lãnh hội được cái bài pháp thâm sâu huyền ảo. Phải có một cái trình độ Phật học cao thâm mới có thể lãnh hội được, và sẽ khiến cho cái bài pháp đó người giảng giải cho một vị tu sĩ đó thì có hiệu quả. Chứ nếu mà giảng giải cho một cái người mà không có trình độ để thấu hiểu những cái sự vô ngã và cái sự chấp trước hay là sự buông xả để mà hết bệnh thì người đó sẽ có một cái sự hiểu sai lầm về giáo pháp. Con nghĩ là có thể là như vậy. Kính thưa sư phụ, thưa sư phụ, con là một người, một chúng sanh vô minh, không có chứng thiện chứng cũng như là quả vị gì cả, do sự suy luận mà trả lời như vậy. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đủ, chưa đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú kính trình sư Nguyên Thông. Thượng tọa Pháp Đăng nghe, thượng tọa có còn ở trước máy và nghe được không? Hy vọng rằng thượng tọa Pháp Đăng có thể nghe được. Nếu thượng tọa Pháp Đăng, dạ vâng. Thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa là người rất thường chú ý đến những cái chi tiết về lịch sử, về những câu chuyện liên quan đến Đức Phật và Chư Tăng thời Đức Phật còn tại thế cả Túc Sinh truyện nữa. Thì thượng tọa có cảm nhận một điều rằng hình như ở trong kinh đó, rất ít trường hợp mà người ta chết rồi mình đi tụng kinh phải không? Nhưng mà lại ghi rất là nhiều những trường hợp những người sắp chết là họ lại được gặp Đức Phật và Chư Tăng. Thượng tọa có thấy điểm đó không? Xin kính thưa thượng tọa hoan hỷ chia sẻ một vài cái ghi nhận của thượng tọa về những gì thượng tọa đã đọc. Kính thưa thượng tọa.
Dạ. Pháp Pháp Đăng cái đảnh lễ Đức Tam Bảo, cái đảnh lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông, Đức Tuệ Trì Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào các bạn cô tu nữ, kính chào Phật tử. Thì thật sự đó thì bây giờ thì chúng ta có cái sự hơi khác một tí xíu đối với cái thời của Đức Phật. Cái thời của Đức Phật á, thì theo con đọc trong kinh sách á, những câu chuyện bổn sanh á, thì đa số là những người bệnh á, họ được nghe. Và Đức Phật thì cũng hạ cũng giảng về những cái hạng người đó. Cái hạng người mà đến lúc mình chết rồi mà mình chưa giác ngộ đó là cái hạng người coi như bỏ đi. Cái hạng mà cuối cùng mà có được đó là cái hạng mà mình đau bệnh, mình biết mình đau bệnh đó, là để mình hướng thiện, đó là cái hạng người thứ ba, là cái hạng người trong bốn hạng ngựa. Thành ra Đức Phật ngày thuyết giảng, ngày cũng thường nói như vậy thường. Và cái lời dạy của Đức Phật cho những người có mắt có tai, có mắt là thấy, có tai để nghe, chứ không phải là cái người chết. Thành ra cái người chết là họ nằm đó rồi họ có mắt cũng có tai. Nên thật sự đó thì trong kinh điển thì đa số là Đức Phật và Chư Tăng thường tới nhắc nhở những người lâm chung. Và thường thì cái tâm tử nó dính liền cái tục sinh. Nếu mà họ nghe Pháp mà họ có cái hiểu biết chân chánh á, thì họ sẽ trúc hơi thở và họ sẽ sanh thiên. Thì Đức Phật này cũng nói rằng có hai cái lợi ích khi nghe Pháp. Một là chứng đắc đạo quả, hai là rũ bỏ tà kiến trước khi chết. Có nghĩa là hai cái lợi ích nghe Pháp đó, một là chứng đắc đạo quả ngay hiện tại, hai là rũ bỏ tà kiến trước khi chết. Mà nếu mà chết rồi thì coi như xong rồi. Thành ra phải rũ bỏ cái tà kiến trước khi chết. Về cái sự nghe Pháp nó có hai cái lợi ích đó. Như vậy thường thường thì nếu là những người Phật tử Nam Tông đó, thì đa số những cái sự quốc giáo thì con thấy rằng họ bệnh đó, thì họ thỉnh Chư Tăng đúng theo lời dạy của Đức Phật. Chứ còn người Việt chết rồi thì đa số là họ cũng làm, nhưng mà họ làm dạng như họ làm phước để hồi hướng cho những lời ngã quỷ cũng có. Theo những cái bài kinh ngã quỷ mà Đức Phật ngày nói ngã quỷ bên chết tường đó. Nhưng mà chúng ta hiểu một điều như thế này. Cái việc đó nó lợi ích, nó lợi ích cho một hạng chúng sanh mà làm ngã quỷ bên chết tường thôi. Chứ còn nếu một người mà họ nghe được Phật Pháp mà trước khi họ chết đó, thì đa số là cái sự lợi ích đối với họ rất là nhiều. Thì chúng ta thấy rằng những người tử tội đó, trên đường đi ra pháp trường đó, thì họ gặp, họ nghe. Ví dụ chúng ta thấy ngày đệ tử của ngày Kassapa, cái vị đắc thiền xong rồi thời gian hoại thiền rồi đi theo bọn cướp và bị tử hình đó, đem ra xử trảm đó, thì gặp ngày Kassapa, ngày nhắc lại cái đề mục, và vị này đạt được cái đề mục thiền đó, và vị này đắc quả luôn. Nên đó, khi mà mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật á, là mình nghe rồi rũ bỏ cái tà kiến, có nghĩa là những cái tà kiến gì hiểu sai về ngũ uẩn danh sắc, về 12 xứ, 18 giới hoặc là 4 đế, mình hiểu sai á, thì khi mà mình hiểu đúng á, thì mình giữ cái tâm mình như vậy đó, là chánh kiến. Chánh kiến đưa đến sanh y, thì cái đó là cái chắc chắn cho cái người 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 mà có mắt có tai, có mắt để thấy, có tai để nghe. Chứ còn thật sự đó thì đối với người chết đó, thì cái sự có ở trong những cái cuộc đời của Đức Phật đó, thì cái chuyện đó nó cũng có, nhưng mà con thấy rất là ít là những chúng sanh họ nhân danh người chết để họ làm phước cho cái người chết đó, thì có. Mong cái người đó làm ngạ quỷ, họ nhận được cái phước mà người thân của họ nhân danh họ để làm. Chứ còn nếu mình hiểu theo Phật giáo đó, thì rõ ràng là cái sự nghe Pháp đó mình phải hiểu, chứ còn không phải là mình nghe mình không hiểu. Nghe phải hiểu, có lỗ tai nghe thì phải nhận định được. Chứ còn bây giờ thì đa số một người Phật tử thì họ không có suy nghĩ điều này. Họ thỉnh vị nào tới tụng thì vị đó đem chuông mỏ này tới tụng, kia tụng sùm vậy thôi, chứ họ cũng không có nghe. Và cái người bệnh nữa nhiều khi cũng không có nghe nữa. Cái điều đó là cái điều mà mình thấy ngược lại với cái lời dạy của Đức Phật là tâm biết cảnh. Cái tâm biết cảnh và cái cảnh thinh hay cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp mà có liên hệ đến thiện
làm sao để sanh lên cái thiện tâm, để cái tâm tử nó dính liền với tục sinh, có thể sanh lên cõi vui, hoặc là rũ bỏ tà kiến trước khi mình chết. Đó là cái lợi ích mình nghe chánh pháp. Như vậy thì thấy con nghĩ rằng con đọc kinh điển thì bổn sanh rồi những cái câu chuyện này rất là nhiều, và con cũng thấy rõ ràng những vị tỳ khưu cho đến những người nam nữ cư sĩ, bất luận là hạng người nào mà họ khi mà họ gần chút hơi thở đó, họ bệnh hoạn như vậy thì họ đều thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để nghe những cái lời của Phật và Chư Tăng giáo giới cho họ trong lúc mà họ chuẩn bị cái tư lương, hoặc là họ cần đem cái gì ra khỏi nhà lửa đó. Giống như vậy nên họ phải có một cái gì để đem ra. Chứ còn nếu mà họ không biết thì họ hoảng loạn như vậy thì những cái không có giá trị họ đem ra thì không có lợi ích gì cho họ. Họ cần phải là người có cái sự hiểu biết để đem ra khỏi nhà lửa những cái gì lợi ích cho họ và mang lại cái kết quả cho họ thoát khổ. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Thì công trong cái câu của thượng tọa hỏi đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại, nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sa thú cái trình thượng tọa Pháp Đăng, rất là hoan hỷ là hôm nay tất cả chư tăng cảm biết nói chuyện đều tốt, không có khi được trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi muốn nhắc quý Phật tử ba điểm để kết thúc cho buổi học ngày hôm nay. Điều đầu tiên, nếu mà chúng ta học kinh Phật, nhất là kinh điển Pali, và đặc biệt là quý vị vừa nghe chư tăng giảng dạy đó, thì chúng ta nên nhớ rằng cái thời khắc mà lúc mà chúng ta sắp chết đó, tức là trong cơn hấp hối đó, gần lúc mà chung là thời khắc rất là quan trọng. Quan trọng lắm. Dạ, tại vì lúc bây giờ mà nếu chúng ta được an trú vào thiện tâm, vào cái tâm lành, thì cái cảnh giới tái sinh sẽ tốt. Thành ra thật sự người hiểu Phật Pháp thì thay vì chờ thân nhân chết rồi đó thì thỉnh chư tăng. Thì thật ra thì bản thân của chúng tôi trong đời tu tập, chúng tôi thưa quý vị là tụng kinh và nói Pháp rất nhiều cho những người sắp lâm chung. Và đôi khi nó rất là mòn mỏi thưa quý vị. Thí dụ người ta chết rồi mình đi tụng kinh đó, thì mình tụng 2 ngày, 3 ngày gì đó. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị là có nhiều khi những người bị bệnh mà chúng tôi đi tụng kinh cho họ cả chục lần. Dạ, nhưng mà chúng tôi không có nể hà chuyện đó. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng khi mình đến tụng kinh rồi nói Pháp cho quý vị nghe đó, thì nó cũng là một cái điều rất là lợi lạc. Và điều thứ hai đó là chúng ta quen cái kiểu gọi là cầu nguyện. À, cầu nguyện, cầu trời, khấn Phật, cầu sanh về cõi này, cõi kia. Cái sự cầu nguyện đó cũng là một sự thành tâm. Nhưng mà đôi khi chúng ta đặt nặng với cái cầu nguyện quá đó, chúng ta quên đi sự tu tập. Yeah. Cái sự tu tập mà ở đây phải là phải là tham dự một khóa tu, mà sự tu tập là ngay trên để giường bệnh đó. Mà mình nghe Pháp, mình hiểu được. Mình dành mỗi tâm tư đi niệm tâm tư, dành mỗi giây phút để nhìn hơi thở ra vào, dành mỗi giây phút để tưởng nhớ đến phước lành mình làm. Điều đó rất quan trọng hơn là cầu nguyện. Chúng ta là người Phật tử ngày hôm nay đó, thì thường là quên đi điều này đi. Lúc nào cũng đọc một danh hiệu Phật rồi cầu nguyện sanh về chỗ này, sanh về chỗ kia. Chúng tôi xin thưa rằng cái hình thức mà cầu nguyện nó giống Bà La Môn giáo nhiều hơn là ở trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo chúng ta riêng, chúng ta đọc kỹ những bài kinh thời Đức Phật còn tại thế đó, thì người Phật tử không có cái cách cầu nguyện như vậy. Và mà người Phật tử chú trọng vào việc mà thắp sáng được cái chánh niệm, tỉnh giác, và thắp sáng được trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ. Đó là điểm thứ hai chúng tôi muốn nhắc quý vị. Và điều thứ ba, nó cũng là một cái chuyện mà chúng ta cũng ít cái để ý đến, là khi mình có thân nhân mất rồi đó, thì mình nên tạo phước hồi hướng, chứ không phải là mình tổ chức cái lễ có thể là nghi thức. Đa phần có nhiều khi chúng tôi thưa quý vị rằng chúng ta cứ làm một việc là bỏ ra tiền rồi thỉnh quý thầy về tụng kinh. Mình nghĩ mình tụng kinh như vậy là người chết siêu sanh. Nhưng mà thật ra cái việc cần chúng tôi nói thì nghe nó cũng hơi kỳ. Tại vì thật ra có khi chúng tôi cũng làm là mình nghĩ mình tụng kinh là đủ rồi.
Nhưng cái việc chính không phải là tụng kinh, mà việc chính là việc tạo phước hồi hướng. Dạ, mình làm bất cứ một việc công đức gì, là mình ngồi thiền tu bắt quan trai, hay là mình lên chùa làm công quả, hay là mình cho người nghèo gì đó, khi mình làm được phước đó, mình hồi hướng cho người quá vạn. Chúng ta thì có nhiều khi mình hay lễ mễ cái chuyện mà tụng niệm, có nhiều cái đó mình tụng rất nhiều, nhưng rồi mình không là phước gì hết. Dạ, không là phước hết. Rất là tội nghiệp Phật tử Việt Nam chúng ta, là mình có một cái chiều dài lịch sử Phật giáo tồn tại trên quê hương Việt Nam, và người Phật tử Việt Nam có đức tin, nhưng mà khi thân chân chết đó, thì mình cứ bỏ thì giờ tiền bạc tụng kinh. Chúng tôi ở miền quê nhỏ, thưa quý vị, tụng có nhiều khi tụng hết chùa này tới chùa khác, mấy chục ngôi chùa tụng kinh. Dạ, thì những lúc mà tụng kinh thì chúng ta quỳ, chúng ta lại cũng có chút công đức của phước đức á. Nhưng mà phải nói một điều rằng mình nên lưu tâm tới đề tạo phước để hồi hướng. Tạo phước thì có nhiều cách tạo phước lắm, không nhất thiết là mình cứ phải tụng kinh hoài. Rằng ở đây chúng tôi cũng nhân cái bài kinh Giáo Giới Khắp Cấp Cô Độc đó, thì cũng xin nhắc là tại đây rằng nếu chúng ta hiểu Phật pháp đó, thì có ba điều chúng ta nên thay đổi trong cái sự việc liên hệ đến người sắp mất, và kể cả chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, tại mình đâu biết mình mất lúc nào. Điều đầu tiên đó, là những cái giây phút kề cận cái chết đó, giây phút lâm chung, giây phút hấp hối đó, nó quan trọng hơn là chết rồi. Thành ra đừng chờ đến chết rồi mới nghĩ đến cái chuyện mà tôn giáo, đừng nghĩ đến chuyện tinh thần, đừng nghĩ đến chuyện thiêng liêng. Mà đối với chúng ta đó, là những giây phút mà kề cận cái chết đó, những giây phút đó, cái gì tốt, cái gì thiêng liêng, cái gì tốt đẹp đem được vào lòng thì cái đó rất là quý. Dạ, quý là giờ phút lập trung quan trọng lắm. Điều thứ hai đó là đừng có quá đặt hết những cái nỗ lực chúng ta vào sự cầu nguyện. Mà nếu mình tu tập được thì mình tu tập. Dạ, những giờ phút chót á, mà mình nhớ được những thiện nghiệp mình đã làm, những giờ phút chót á, mà mình có thể niệm được hơi thở ra vào, những giờ phút chót mình có thể nghe pháp, dạ, nghe những bài pháp để khai thị mình được, điều đó rất là quý. Và sau cùng thì xin nhắc lại một lần nữa rằng chúng ta dành quá nhiều thì giờ, tiền bạc, công sức chỉ cho chuyện là nghi lễ thôi. Dạ, nghi lễ không phải là tất cả cho người chết, mà ngoài cái nghi lễ đó, chúng ta nên cố gắng ưu tiên cho cái việc tạo phước, cái hồi hướng. Mình tạo phước có nhiều cách. Một ngày mình tu tập, một giờ mình tu tập, rồi có thể cho người nghèo, có thể thọ trì bát quan trai giới, có thể làm nhiều công việc phước đức và hồi hướng cho thân nhân quá vạn, thì đó là điều quan trọng nhất. Nhiều khi chúng ta học Phật pháp rất lâu nhưng mà lại không có lưu ý về những điều này. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Đàm Ma. Kính triền chư tôn đức đã vào trong để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai thì quý vị chúng ta sẽ có giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, và chúng ta sẽ bắt đầu bài học rất là quan trọng là loạt bài học về diễn trình của tâm thức. Xin được đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Nam mô Bích Hà Giảm. Sa thú. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đạn đã đúc kết nội dung bài học kinh giáo giới cấp cô độc hôm nay. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Xin nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
yang kinci pusala kamang kata bagiri yang memangkaye na baca manasa didase sukatang katang kita pasangi no artiye nyata pasangi no katang punya pamang mayang sabi pagi pawantu te ye tang katang suri tang gendang punya pamang mayang ye jata tanacanan di dewa dan toa hiwe kayum sabi lokam iye sata jiwan taharane duka manunya po jalan sabi lapan tumang aje tanpa con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thương nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ro da rang ho tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti on tu ni ro da rang ho tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa devata sapa sangha rupa vena so te on du ye ron ta rang thiên công đức đã làm kiến kiến làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân giác Pháp giới chúng.